Vâng, trận thi đấu chung kết đầu tiên của Game TV Handsome trong C đấu thứ hai. Và Chip cầm ekip đầu cánh sẽ đánh chém, một tay chém sẽ đánh chém thôi. Vâng, anh không thích cầm cung, anh chỉ thích quản lý một cái tham khoảng tầm 3 xích. Không thích quản lý cái tham khoảng lít 3. Dead cầm Rick. Vâng, Dead sẽ dâng L để cho vơ. Dead dâng L để cho núi cầm. Dead dâng L để cho Hitty của núi. Vâng, núi lấy cái tên là con đường màu xanh. Dead lấy cái tên con đường màu xanh. Vơ, núi lấy cái tên con đường màu xanh. Một bài hát, và anh đang nghêu ngao hát tình khúc của mình bên cạnh người bạn gái của mình. Vâng. Núi cầm hit ở ngoài cánh, và anh có hốc hác gì không? Không biết núi có hốc hác gì không. Còn vơ, vơ cầm sen, có lẽ anh sẽ đánh cung thôi, cung hay chém. Vâng, nếu nhà không có rừng thì sẽ đánh cung R, sẽ đánh cung R chuyển cung A cũng được, thôi thì tùy. Vâng, đã kích đời. Vâng, nhà vơ lực là siêu khỏe trong trận thi đấu này. Vâng, màu 6 điểm năng rất cao. Thời điểm này thì chưa thể lên đời. Chưa thể lên đời được, và dường như đây là không phải là Persian thì chưa thể lên đời ở thời điểm này. 26 dân và dò rộng như vậy, màu 6 nâu 1 đang vẫn đang đi dò. Núi tham cũng 26 dân và lùi hốc. Đét 25 dân, dâng L chưa? Bắt đầu kéo dân đi dâng L. Hai thằng dân cần phải đi cùng nhau để tránh như cặp sư tử. Tiểu Long 25. Vâng, thiết kế BB. Vâng, đội bạn có Mark C. Vâng, chip theo 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 thông báo từ chim lợn. Theo thông báo từ chim lợn mèo mèo thì chip đánh hỗn mã khi nhà anh không có vàng. Hơi đáng tiếc dành cho chip trong trận thi đấu này khi một tay chém không thấy vàng. Vâng, cần thực bơm cho mùa 1 để cho một có thể đánh chém khỏe. Đẹp dâng L ngay để chém vào đầu cánh để cho Hitty có thể lên đánh cung khỏe. Vâng. Núi lùi hốc. Một cái hốc mà chả biết cái hốc của anh đóng ruộng kiểu gì. Vâng, cái hốc quá bé của gờ núi các bạn để thấy. Không nói to được. Tiểu Long đã bị chọc giò vào bởi sĩ đẹp dài. Vâng, về e luôn nhưng không. Vâng, anh đánh hỗn mã khi không ăn vàng. Hỗn mã hay chọc đơn. Vâng, có cả màu 5. Vâng, màu 5. Vâng, đây là Assyrian. Và con giò của Dead là con giò đầy đủ công giáp. Đã chơi được con cung T. Vâng, đầu cánh này không tốt. Khi mà màu 5 dường như là nhà thế nhà đẹp và kín mít ở góc 3 giờ. Vâng, chưa cần lên bánh xe. Dead thừa gỗ có bơm cho đồng đội hay không? Có chừng chết con giò. Chạy thôi.
chỉ một đập nữa thôi là con giò này sẽ nằm xuống. Vâng, còn 4 máu đúng một nhà. Vâng, một bơm gỗ cho màu 2. Tiểu Long đang thiếu đồ để bỏ cơ cấu nhà cửa và đánh hỗn ma. Đây rồi. Đây là dân ấn hoàng của sĩ đẹp dài, tức sĩ tùn. Một bài đánh hỗn mã của chip đẹp dài. Vâng, đánh hỗn mã và lực yếu không công không giáp. Vâng, Tiểu Long để ý có một cái ruộng có hàng dân làm. Vâng, chip đánh hỗn mã 2S ở một cánh rừng. Và sóc 3 nhà quân. Màu 7, một cục dân. Vâng, vờ đã đẩy cung ra. Vâng, vờ có cần lên cung A sớm không? Vâng, đội bạn có mark C và vờ có cần lên cung A không? Vờ bắt đầu lên chuyển cung A rồi. Vâng, vờ cầm chủ lực là tôi yên tâm. Vâng, quay sang màn hình của Dead cầm chém, dường như Dead đang chơi tốt vào nhà của màu 8. Vâng, màu 8 đã bùng loạn sang ngậu lên rồi. Còn núi thì sao? Núi vẫn tham 41 nhưng vẫn tươi, dường như thế ưu đang thuộc về Game TV Handsome. Vâng, dường như các anh sẽ kéo nhau đến trận chung kết của C đấu thứ hai. Vâng, C đấu trước thì Game TV Handsome đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1, còn C đấu này sau khi bị dẫn 2-0. Dead thì sao? Dead vẫn đang chém tươi vào nhà của màu 8. Vâng, quấy cho AC không thể khỏe được. Vừa bây giờ đã điểm lên cao nhất bản đồ. Đây là điểm công nghệ khi anh lên cung A hai áo. Và điểm dân. Vừa cầm dân thì anh sóc quân rất đều. Vâng, những thao tác của vừa chuẩn mực đến vâng, đến từng thao tác. Vâng, sau một turn sóc quân sẽ quay lại HC, HC, HC. Vâng, tham nở cực đều. Vừa đầu tham 61. Nhà vẫn còn bãi quả đang ăn. Có thể thấy lực nhà vừa là siêu khỏe. Vâng, vừa vẫn đang là chặt gỗ 1. Vâng, đã lên xong chặt gỗ 2. Và những con cung của anh là đã có giáp. Cái nhà gì kia? Phải chăng là cái nhà Y? Vâng, đã có những con Y. Nhưng vừa đã lên xong cung A hai áo và màu 7 sẽ phế. Chẳng có giá trị gì cả. Khi đã lên xong cung A hai áo, chỉ có tác dụng làm cho vừa chậm đẩy quân thôi. Nhưng vừa sẽ đứng nhà và nhảy 4. Núi thì sao? Núi tham 50. Vâng, núi là người chỉ cần giữ cánh thôi. Khi màu 8 đã bung. Vâng, núi có tăng A không? Núi có tăng A không? Có nâng chặt gỗ 2 không? Chip thì sao? Chip vẫn còn nhà. Vâng, 3 nhà Game TV Handsome vẫn có 3 nhà chắc. Chỉ duy nhất Dead là người đánh chém nhưng cũng có cái tham đến 3x. Anh đang đảo để cho núi có thể giữ nhà. Vâng, Dead cầm chém thực sự xuất sắc trong trận thi đấu này. Vâng. Vâng, tham lại càng đánh càng đè. Vâng, đây là phút 23 rồi, các anh cần phải xem tham bơm đồ. Vâng, vơ một tên cung R đi ảo, móc vào nhà của màu 6 và ăn hết dân của No 1. Vâng, No 1 lấy cái tên bên lớp, nhưng con người, cái tên không làm nên con người. Chỉ con người mới làm nên cái tên thôi. Vâng, làm như thế này thì ảnh hưởng đến cái thương hiệu bên lớp quá. Vơ sẽ lên bản đồ. Vâng, đánh cung A thì chẳng lên đầu máu làm cái gì cả. Bơm một ít vàng để cho Tiểu Long có thể lên được đầu máu cho những con hỗn mã của mình. Dead tham 34. Dead có lên chém 4 không? Vâng, đã kích chém 4 sau khi nghe một tiếng nhắc nhở của tôi. Núi. Vâng, núi vẫn còn nhà. Bắt đầu đẩy quân. Vâng, đội bạn. Tất cả đều tham lưu tiều rồi. Chỉ cần đánh quân đầy 3 thôi. Vơ chỉ việc đứng nhà nhảy 4. Núi sẽ sắp căng quân và đầy đẩy. Vâng, đội bạn không còn cửa bật nữa. Tỷ số sẽ là 2 đều trong C đấu thứ hai. Và tôi sẽ bật chuyển qua tiếng game. Các bạn hãy theo dõi trước khi đội bạn đi sai.
Vâng, tỷ số đã chính thức là 2-2. Một trận thi đấu mà vừa hơi tiếc vì anh không lên được hot thần. Vâng, chìa khóa trong trận thi đấu này là tơn chém lọt nhà của GDS. Anh đã đánh bay nhà Assyrian của KZ. Vơi xem tham của anh tham dân với tham kim nữa vơi.